Quý vị thân mến, may mắn có lẽ do trời sinh, nhưng vận mệnh tốt thực sự lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của bạn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời. Mỗi ngày mở tạp chí hay trang báo ra, chúng ta đều thấy rất nhiều người phụ nữ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các đầu báo, bìa tạp chí, quảng cáo truyền hình. Họ có một cuộc sống gia đình mỹ mãn, họ còn luôn biết cách giữ gìn nhan sắc xinh đẹp của mình như minh tinh. Họ luôn xách theo túi loại mới nhất, khoác lên mình loại trang phục hàng hiệu đắt đỏ mà bạn chưa từng mơ đến. Họ khiến cho rất nhiều cô gái ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, mong muốn có thể trở thành người con gái đó. Sau khi xem xong những bài viết về những cô gái có cuộc sống hoàn hảo đó, sẽ có rất nhiều cô gái than thở rằng: tại sao tôi không có cuộc sống tốt đẹp như cô ấy? Nhưng thực tế, cái bạn nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Người ta có vui hay không, sao bạn có thể biết được? Đằng sau mỗi niềm vui luôn phải trả một cái giá. Có thể là sự vất vả, cũng có thể là sự nhẫn nhịn. Khi bạn ngưỡng mộ thứ người ta có, thì người ta cũng ngưỡng mộ những thứ mà bạn đang có. Mặc dù chúng ta ít nhiều ngưỡng mộ những người có cuộc sống như thế, nhưng cần phải biết cuộc sống của mỗi người không giống nhau. Bát cơm hay sự hy sinh không phải muốn là được. Dễ dàng đạt được một thứ gì đó có lẽ sẽ rất vui, nhưng với tôi lại thích cảm giác đổ mồ hôi cố gắng chinh phục. Tôi thích cảm giác bỏ công sức nỗ lực làm việc. Đó chính là cuộc sống của tôi. Mỗi người có một cách làm cho bản thân vui vẻ khác nhau. Tự dựa vào bản thân, nỗ lực làm việc, nỗ lực đạt được, tìm kiếm thành tích, bỏ công sức. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Thứ nhất, tiến. Không biết xung quanh bạn có người như thế này hay không? Họ luôn phàn nàn về những điều không thuận lợi trong cuộc sống, trách cứ ông trời không cho họ cơ hội. Nhưng khi cơ hội đến, họ lại không dám làm, không dám tiến lên, chỉ muốn giữ yên trạng thái cũ. Có câu nói thế này: bạn sẽ không thể nào đánh thức được một người đang giả vờ ngủ. Không ai muốn giúp một người không có chí cầu tiến cả. Khi còn trẻ, Eisenhower từng chơi bài với người nhà. Một hôm, sau khi dùng bữa tối xong, ông ấy chơi bài với gia đình như thường lệ. Nhưng lần này, vận may của ông không tốt nữa. Mỗi lần bắt bài đều toàn là lá xấu. Lúc đầu Eisenhower chỉ phàn nàn vài câu, nhưng sau đó ông ấy không chịu nổi nữa liền nổi giận. Người mẹ bên cạnh thấy con như thế liền nghiêm túc dặn dạy: nếu đang muốn chơi đánh bài, con nhất định phải dùng những lá bài đang cầm trên tay. Dù đó là bài tốt hay xấu đi chăng nữa, nên nhớ, may mắn không phải lúc nào cũng dành cho con. Cuộc sống giống như ván bài, dù trong tay bạn là bài tốt hay xấu, bạn đều phải cố mà nắm chặt đối diện với nó. Tất cả những gì bạn có thể làm chính là khiến tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó nghiêm túc nghĩ biện pháp giải quyết sao cho đạt kết quả tốt nhất. Cuộc sống như thế mới thật sự có ý nghĩa. Nhờ lời nói đó, Eisenhower luôn khuyến khích bản thân bất kể gặp tình huống nào cũng phải luôn tích cực tìm cách tiến lên. Như thế, ông ấy từng bước trở thành tổng tư lệnh tối cao của NATO và các lực lượng đồng minh, cuối cùng tiến lên vị trí tổng thống Mỹ. Đời người là như thế, có ai sống thuận buồm xuôi gió mãi được đâu. Người không có chí cầu tiến chỉ biết than vãn, đến cuối cùng chỉ dậm chân tại chỗ. Ngược lại, người cầu tiến sẽ đấu tranh đến cùng, nhờ đó mà bứt phá bản thân. Mặc dù nói người cầu tiến không nhất định thành công, nhưng người không cầu tiến nhất định sẽ không bao giờ thành công. Thứ hai, dừng. Có người nói rằng 90% những điều bất hạnh trong cuộc sống đều do chúng ta không can tâm mà ra. Thực tế có quá nhiều người không hiểu điểm dừng nên mới thua lỗ nhiều như vậy. Không dám buông những việc phiền não, không dám quên những người làm tổn thương họ, cuối cùng chỉ khiến bản thân kiệt sức, thương tích đầy mình. Một vị giáo sư cầm một ly nước hỏi khán giả: mọi người đoán xem nước trong đây nặng bao nhiêu? Nhiều tiếng trả lời vang lên: 50g, 100g, 125g. Vị giáo sư nói: tôi không biết nó nặng bao nhiêu, nhưng hiện tại khi cầm nó tôi không cảm thấy nó nặng chút nào. Vậy nếu tôi cầm ly nước này trong vài phút thì sao? Mọi người đều đáp: sẽ không sao. Giáo sư lại hỏi tiếp: vậy nếu tôi cầm nó trong suốt 1 giờ thì sao? Có người đáp: tay sẽ mỏi. Giáo sư đáp:
Đúng rồi, nếu tôi cầm nó cả ngày luôn, chuyện gì sẽ xảy ra? Dưới khán đài mọi người đều thảo luận sôi nổi, trong đó một khán giả đứng lên đáp: vậy tay nhất định sẽ rất mỏi, nghiêm trọng hơn là bị rút gân, không cử động được, còn đau nhức phải đến bệnh viện. Giáo sư nghe thế liền cười tiếp lời: thế nếu không muốn tay bị mỏi, bị rút gân thì phải làm sao? Mọi người đồng thanh đặt ly nước xuống. Giáo sư gật đầu: đúng vậy, mà trong thực tế có đôi lúc khổ đau của chúng ta cũng như cái ly trong tay tôi. Chúng ta đau khổ trong vài phút không sao, nhưng nếu cứ khư khư giữ nó trong một thời gian dài, nó có thể ăn mòn sức mạnh tinh thần của bạn. Càng lâu tinh thần bạn càng sụp đổ, lúc đó bạn không thể làm bất cứ điều gì nữa. Thế nên mới nói, con người đau khổ là vì không chịu buông. Chỉ có khi hiểu được cách buông bỏ kịp thời, con người mới không phải chịu thua lỗ quá lớn. Thứ ba, chính. Đời người là một con đường dài để tu dưỡng đức hạnh. Nếu tâm bất chính, mọi việc đều không thuận. Nếu tâm ngay thẳng, chuyện gì cũng như ý. Một trái tim tích cực sẽ tạo ra một con người luôn lạc quan. Một thái độ bi thương chỉ khiến con người ngủ quên trong bóng tối. Ngày xưa có một thư sinh đến kinh đô ứng thi lần thứ ba. Anh ta vẫn ở ngay nhà trọ mà hai lần thi trước từng ở. Đêm đó, anh ta liên tiếp mơ hai lần. Giấc mơ đầu tiên, anh ta mơ thấy mình trồng cao lương trên tường. Giấc mơ thứ hai thì thấy trời đổ mưa to. Anh ta đang đội cái mũ rộng vành, còn che thêm một cái ô. Ngày hôm sau, thư sinh kia đến nhờ những người lớn tuổi giải đáp giấc mơ giúp mình. Người lớn tuổi nghe xong liền nói: cậu vẫn nên khăn gói về nhà thì hơn. Cậu thử nghĩ xem, trồng cao lương trên tường không phải là việc làm vô ích hay sao? Còn vừa che ô vừa đội nón, há chẳng phải chứng tỏ thêm một vòng thi nữa? Thí sinh nghe xong liền nản lòng trở về nhà trọ, xếp đồ muốn quay về. Chủ nhà trọ thấy vậy liền thắc mắc hỏi anh ta: ngày mai thi rồi, sao hôm nay cậu lại về nhà? Thí sinh mới kể cho chủ nhà trọ nghe giấc mơ của mình. Chủ nhà trọ mới nói: theo tôi, vị lớn tuổi kia nói không đúng rồi. Khách quan lần này nhất định có thể đậu kỳ thi. Cậu thử nghĩ xem, trên tường trồng cây cao lương, chẳng phải y nói đậu cao hay sao? Mang dù còn đội nón là đang nói đang ổn càng thêm chắc chắn còn gì. Thí sinh nghe như vậy cảm thấy chủ nhà trọ nói có lý hơn, nên phấn khởi chuẩn bị kỳ thi. Kết quả đậu bảng nhãn thật. Đối mặt với tình huống, những suy nghĩ khác nhau sẽ cho những kết quả không giống nhau. Khi gặp khó khăn, ai dám tiến mới thoát khỏi được xiềng xích. Khi vướng vào phiền não, hiểu được dừng đúng lúc mới có thể đi được càng xa. Khi thử thách đến, thông minh hay ngu ngốc, giàu hay nghèo cũng không vượt qua được bốn chữ thái độ tích cực. Ai nói cuộc sống tốt là do người khác mang đến cho bạn? Là bạn có cha mẹ tốt, người chồng mẫu mực, hay có người cam đoan sẽ cho bạn một cuộc đời luôn tươi đẹp và hạnh phúc? May mắn có lẽ do trời sinh, nhưng vận mệnh tốt thực sự lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của bạn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời. Chúng ta không cần phải so sánh với người khác, chỉ cần so sánh với chính mình. Chúng ta hiểu cuộc sống của chính mình và nỗ lực tiến lên phía trước. Chúng ta biết con đường chúng ta cần phải đi, nỗ lực làm cho con đường của chính mình rộng hơn và sáng hơn. Cuộc sống tốt là một thái độ sống, bởi vì chúng ta tin mình sẽ tốt hơn. Là một người biết cố gắng vì ước mơ, nhất định sẽ có một cuộc sống tốt. Dù có trải qua vất vả, đổ mồ hôi để gieo hạt, thì sẽ mỉm cười và thu hoạch. Bạn phải tin rằng, tôi tốt số, tôi không chỉ may mắn, mà tôi càng tin tưởng tôi có thể tạo ra vận mệnh của chính tôi. Nói tóm lại, bạn có thái độ sống như thế nào, bạn sẽ trở thành người như vậy. Không có ai có cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Thay vì cầu xin một cuộc sống không có thất bại, chi bằng trở thành người dám đối mặt với thất bại. Tin vào số phận của chính mình, bạn sẽ có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Bạn có thể tự mình thay đổi cuộc sống. Đừng ở đó phàn nàn chỉ trích, điều đó không làm cuộc sống của bạn thay đổi. Những người thành công có thể không thông minh hơn bạn, không xinh đẹp hơn bạn, không giỏi hơn bạn, nhưng người ta có thái độ sống tốt hơn bạn. Tin vào bản thân, suy nghĩ tích cực và sẵn sàng nỗ lực chăm chỉ. Chúng ta cần học tập thái độ sống đó.